chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp rồi anh ơi. Cũng vì tình nghĩa ở đời, cũng vì nhân nghĩa anh rời trần gian. Miền quê yêu dấu Nghệ An, xả thân cứu mạng không màng hiểm nguy. Tạm biệt cha mẹ con đi, hiếu chưa kịp trả cũng vì nghĩa nhân. Hiểm nguy con phải xả thân, tạm biệt số kiếp phàm trần con đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.